ăn cơm chan canh liệu có tốt hay không? Có rất nhiều người có thói quen là ăn cơm chan canh bởi vì rất là dễ ăn và dễ nuốt. Tuy nhiên là tại sao chúng ta lại không nên ăn, đặc biệt là không nên áp dụng đối với trẻ nhỏ? Sẽ có hai lý do như sau. Thứ nhất là ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, bởi vì khi mà ăn cơm chan canh thì chúng ta rất là lười nhai, vì vậy thức ăn chưa kịp nghiền nát thì đã xuống cái dạ dày rồi. Chưa kể là nước canh sẽ làm bị loãng cái dịch vị bao tử, vì vậy là thức ăn không có được tiêu hóa hết mà lại đẩy xuống dưới ruột non. Cái điều này cứ lặp đi lặp lại sẽ làm cho dạ dày chúng ta sẽ bị tổn thương. Thứ hai là tạo cảm giác no dạ và hấp thụ dinh dưỡng rất là thấp. Bởi vì sao? Khi mà chúng ta lười nhai thì cái enzyme amylase này từ trong tuyến nước bọt tiết ra không đủ để hấp thụ tinh bột. Đồng thời là cái nước canh làm tăng thể tích của dạ dày, tạo cho chúng ta có một cảm giác no dạ nhưng mà thực tế giá trị dinh dưỡng rất là thấp. Đối với các trẻ nhỏ thì khi các bé được ăn cơm chan canh thì ăn rất là nhanh nhưng mà lại no ảo. Chính vì vậy sau này các bé sẽ kém ăn và bị suy dinh dưỡng. Đặc biệt là khi các bé lười nhai thì ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của răng và xương hàm. Nương biết là người Việt của chúng ta rất là khó thay đổi cái thói quen này. Vì vậy hãy vì sức khỏe của mình mà chúng ta có thể thay đổi từ từ cái thói quen này và hạn chế ăn cơm chan canh nhé. Và sẽ ý nghĩa hơn nếu như các bạn cùng Nương chia sẻ điều này đến với người thân và bạn bè của mình để tất cả chúng ta đều có thể thay đổi được nha. Cẩm Nương cùng gia đình bạn giữ lửa yêu thương.